Kính chào quý khán thính giả, kính chào luật sư Jennifer Lê. Chào anh Mai Tuấn. Dạ, thưa quý vị, nói đến đời sống gia đình, nhất là vấn đề gọi là child abuse, tức là lạm dụng về vấn đề domestic, về vấn đề bạo hành ở trong gia đình. Dạ. Thì vấn đề đối với con cái, với cháu chắt trong gia đình, đối với người Việt Nam của chúng ta, đôi lúc chúng ta tưởng rằng nó không cần thiết và không quan trọng. Nhưng đó là một vấn đề rất lớn đối với luật pháp của Hoa Kỳ. Chúng tôi biết là luật sư Jennifer Lee mới có thể nói là 100% thắng được một vụ kiện về vấn đề bạo hành trẻ con trong gia đình. Mời luật sư. Cảm ơn anh Mai Tuấn. Tôi rất là thích mấy cái hồ sơ này là tại vì thứ nhất là tôi là mẹ, tôi có hai đứa con. Thì tôi biết là cha mẹ trong xã hội này rất là khó. Với lại tôi, dĩ nhiên là tôi là người Việt Nam, tôi biết là cái lối Việt Nam dạy đứa con là khác hơn là lối Mỹ. Cho nên tôi muốn giải thích cái hồ sơ này mà muốn educate cộng đồng là hiểu là có thể nếu nói mạnh quá là có thể là cảnh sát sẽ bị involved. Hồ sơ của tôi á, là thân chủ của tôi người Việt Nam. Thân chủ của tôi đã cưới vợ bên Việt Nam mà có hai đứa con bên Việt Nam, sanh bên Việt Nam. Mà thân chủ của tôi là có quốc tịch Mỹ. Thì sau khi cưới vợ mà có gia đình trở lại bên nước Mỹ rồi đi làm. Rồi thời gian mấy năm sau là thân chủ của tôi lãnh hai đứa con gái qua bên nước Mỹ mà vợ ở về Việt Nam. Mẹ lại ở lại Việt Nam. Rồi hai đứa gái lúc mà qua bên nước Mỹ, xin lỗi tôi không biết rõ cái tuổi, nhưng mà khoảng 9 tuổi với lại 11, 12 tuổi đại khái vậy, cũng còn rất là trẻ. Thì thân chủ của tôi rất là siêng đi làm đàng hoàng, đi nhà thờ, rồi mướn phòng trong nhà, rồi mua áo quần, mua đồ ăn, nấu đồ ăn, rồi mua tất cả sách với lại computer cho hai đứa đi học, rồi ở trong cái nhà này. Ý của luật sư nói là ông lo đầy đủ cho con. Đầy đủ hết. Mà người rất là lịch sự, không có vợ mà cũng nấu đồ ăn, rồi mua đồ ăn, để lúc nào cũng có đầy đủ trong nhà. Thì trong thời gian là hai đứa bắt đầu thấy là nó hư, nói rất là hỗn, không nghe lời ba của nó. Mà hai đứa cũng vậy. Hai đứa là tối ngày là gây lộn với ba của là thân chủ của tôi. Thì một ngày thì đã gây lộn cũng thời gian rồi. Thì thân chủ của tôi biết được là hai đứa báo cho trường là thân chủ của tôi là ăn hiếp hai đứa, là child abuse. Tức là rồi, con cái đi báo cáo cha mình. Rồi nói là thân chủ của tôi đánh rất là nhiều lần mà bắt là quỳ gối trên cái trái xà riêng, rồi cũng nói là không mua đồ ăn, không có áo quần, mà ở nhà rất là khó khăn, mà tối ngày là chửi hai đứa mà đánh, mà hai đứa nó rất là sợ. Thì trước khi tôi luật sư của thân chủ của tôi, là thân chủ của tôi có public defender, là luật sư nhà nước ở tòa án. Rồi phải đi hai tòa án, tại vì lúc nào mà bị child abuse là phải đi ra tòa về hình sự, rồi có khi là phải đi ra cái tòa tiếng Mỹ kêu là dependency court, là tòa quyết định là không cho hai đứa ở về nhà với cha, có thể là cho ở trong nhà khác. Tức là có thể mất quyền để coi sóc con. Đúng rồi. Thì thân chủ của tôi á, là có hình như là, tôi không nhớ là phải cô hay là gì, nhưng mà hai đứa trong thời gian mà cái chuyện này xảy ra là hai đứa đi ở với, tôi nghĩ là dì. Dì của là chị của vợ. Ok. So thân chủ của tôi lúc đó là tôi không có đại diện. Thì thân chủ là bắt đầu rất là lo lắng, là tại vì thấy là ở tòa án hai bên là hai luật sư là bắt là phải nhận tội. Mà thân chủ của tôi nhất định là không bao giờ đánh con, mà không bao giờ mà ăn hiếp mức độ mà cảnh sát phải đi vô mà bắt hai đứa lại đi khỏi ra nhà. Mà thân chủ của tôi xác nhận là hai đứa có điện thoại tai mà đã record thân chủ nhiều lần lúc mà đang rầy hay là gây lộn, mà cũng có một cái video là thân chủ của tôi đá một đứa. Thì tôi nghe vậy là tôi biết là cũng hơi khó là bãi cái tội này, là tại vì nếu có video là sao mình chối được, có bằng chứng là có đá con. Đúng rồi. So mình, nhưng mà mình biết là bề nào mình cũng phải cố gắng, mình phải coi cái bằng chứng rồi mình hiểu là mình làm cái gì được. So thời gian này là mình đề nghị là thân chủ phải đi học cái lớp anger management, cái lớp mà đi dạy cha mẹ. Cái lớp đó là thân chủ của tôi đi tự do, không có ai bắt. Cái lớp đó là 10 tuần, cái này là cái chương trình rất là tốt.
thì thân chủ của tôi cũng có nhiều thơ của người trong nhà thờ, của bạn hàng xóm, rồi tất cả người nào mà quen thân chủ của tôi biên một cái thơ là thân chủ của tôi rất là đàng hoàng, không bao giờ mà đánh con, mà cũng quen từ nhà thờ đi làm đàng hoàng, thì mấy cái thơ đó cũng rất là quan trọng. À, xin lỗi luật sư Jennifer Lê, những cái lá thơ đó là do ý của luật sư gợi lên hay là? Tức là luật sư biết là ông này có thể là người cha tốt, không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi thân chủ của tôi cũng chụp hình nhà mà mướn cái phòng á. Thân chủ của tôi chụp hình trong tủ lạnh với lại trong cái phòng ngủ cho phó biện lý thấy là có đầy đủ đồ ăn, lúc nào cũng có đồ ăn mà có đầy đủ áo quần, mà có computer, có giường đàng hoàng, chứ không có thiếu cái gì hết. Thì lúc mà tôi đi ra tòa mấy ngày đầu tiên là tôi không thảo luận, tại tôi biết là tôi phải coi tất cả cái video mà họ nói là thân chủ của tôi đá đứa gái nhỏ, rồi tôi phải nghe tất cả cái recording, tại vì mỗi lần là phỏng vấn thân chủ, phỏng vấn hai đứa nhỏ là họ thâu, rồi tôi đọc cái báo cáo với lại nghe cái đó, tôi muốn coi là cái gì mà trong cái dĩa mà lúc mà cảnh sát hay là người nào thâu là tôi muốn coi là phải đúng hay là không. Thì nhiều khi cảnh sát để trong cái báo cáo nhưng mà thật ra là không xảy ra. So có rất nhiều dĩa nhưng mà mình coi từ cái rồi tôi mới thấy được là cái video mà thanh chủ của tôi đá đứa gái nhỏ đó, đứa gái đó là tôi nghĩ là 14 tuổi mà nó rất là hỗn. Thì trong cái video này là hai đứa như là thanh chủ là cùng trong một phòng. Thì lúc đó là thanh chủ của tôi rất là giận, là tại vì đứa nhỏ là chỉ chơi trong cái iPad hoài. Thì ngày đó là thanh chủ của tôi giật ra cái iPad của đứa nhỏ 14 tuổi. Rồi đứa lớn mười mấy tuổi, 16 tuổi là đang quay phim. Rồi lúc đó là thanh chủ của tôi đang rầy. Thì nói thật là thanh chủ của tôi nóng quá, giận quá thì nói nhiều thứ là cũng không có nghe là không đẹp. Ok, nói là con là con quỷ. Thì nói như vậy, rồi con đừng có ở nhà nữa, con đi ra đi. Con không nghe lời ba thì con đi ra đi. Thì tại vì đứa nhỏ 14 tuổi mà ổng lấy cái iPad. Trong cái video là chỉ thấy cái lưng của đứa nhỏ 14 tuổi, không thấy mặt nó được. Nhưng mà lúc đó đó là nó bắt đầu, nó tới, tại thanh chủ của tôi đi chỗ phòng, đi cái corner khác, đang đọc cái iPad cho coi. Nó có coi cái gì tầm bậy không? Thì đứa 14 tuổi rất là tức, chạy qua bên đó rồi ráng giật cái iPad. Thì lúc đó đó là đứa 14 tuổi nó ráng lấy cái iPad thì nó cào tay của thành chủ. Ok. Thì lúc đó là ông, là ba của nó nói Con chạy tay của ba, ba sẽ giết con. Thì nói, thì anh Mai Tuấn biết là người Việt Nam nói cái tiếng vậy rất nói là vậy, dữ. Không phải vậy. Không phải vậy, nhưng mà thông dịch tiếng Mỹ nghe rất là sợ. Right? Đúng là, vậy. Là ba sẽ giết con, ba siết cổ con. Thì nói, tất cả nói là cũng mấy phút cũng dài lắm. Thì lúc đó là cũng thâu hết. Thì sau khi chửi vậy á, là đứa 14 tuổi đi ngồi xuống lại. Rồi nếu không có coi kỹ á, là không thấy được. Nhưng mà đứa nhỏ nó đưa cái tay lên, cái middle finger. Anh Mai Tuấn hiểu không? Là chữ thề. Thì nếu không coi kỹ á, là không thấy được. Nhưng mà tôi thấy cái đó. Vì thấy cái ngón tay. Tôi thấy là nó để cái tay trước mặt là tôi biết là đang làm cái gì. Thì tôi không biết nếu ai thấy cái đó được. Nhưng mà tôi để ý. Rồi cái xong sau khi 14 tuổi làm để cái tay với thanh chủ của tôi là thanh chủ mất tức quá. Đi tới chỗ mà nó đang ngồi mà để cái tay lên. Đá nó một cái. Rồi cái đó là cái video. Ok. So tôi chuẩn bị, tôi đánh máy rất nhiều trang rồi tôi giải thích là cái tình trạng là hai đứa qua bên đây rồi bắt đầu thành hư. Rồi tôi để chung hết mấy cái thơ mà thanh chủ của tôi gom lại, tất cả mấy cái hình. Với lại tôi giải thích là phải coi cái video này. Tôi nói là dù thanh chủ của tôi đá đứa nhỏ 14 tuổi, đứa nhỏ đã cào thanh chủ của tôi trước mà đưa cái tay đó, mà trong culture nào có đó rất là hỗn, nhưng mà theo người Việt Nam có đó rất là hỗn. Thì tôi nói là có đó lý do tại sao thanh chủ của tôi đá. Rồi tôi thì dĩ nhiên là mình đưa tất cả cái evidence, rồi mình đưa cho ông phó biện lý ông đọc. Mà tôi đã chờ cho ông phó biện lý này là tại vì anh Mai Tuấn biết là mỗi lần đi ra tòa mình không biết là mình gặp ai. Có khi gặp người tốt, có khi gặp người nào mà rất là khó. Thì đúng ngày mà tôi gặp ông này là tôi chụp. Tôi nói là tôi phải giữ cái hồ sơ này với anh, mà tại vì anh có nhiều kinh nghiệm, mà cái hồ sơ này á, là chỉ có người kinh nghiệm mới hiểu được.
chứ người mà không phải cha đó, không phải mẹ là không hiểu được. Cho nên mình đưa cho ổng thì ổng dời lại cũng mấy lần, là tại vì ổng muốn phỏng vấn hai đứa. Thì mình cũng nói rồi là một đứa bây giờ đi học chung, đi học đại học rồi, tại cái hồ sơ này cũng kéo dài. Rồi đứa nhỏ kia là cũng đi ở nhà của dì, cho nên hai đứa bây giờ cũng không ở chung với thanh chủ của tôi. Mà thanh chủ của tôi đã đi học cái lớp này, và trong thời gian này không đi làm được. Mà thanh chủ của tôi là chỉ ráng dạy hai đứa con, chứ không phải là child abuse. Mà đứa nhỏ này nó làm vậy đâu có ai mà chịu nổi. Thì mới đi ra tòa hôm qua là ông phó biện lý đồng ý là chỉ cần đưa một cái donation cho một cái organization là cho giúp nạn nhân. Right? Rồi chỉ học xong cái lớp mà thanh chủ của tôi đã học rồi. Rồi provide DNA. DNA rất là quan trọng trong cái quận Cam, Orange County District Attorney, là họ lăn tay chụp hình. Thanh chủ của tôi đã làm như vậy rồi lúc mà bị bắt, nhưng mà cái này là cho phòng phó biện lý. Thì ông đồng ý là cho mau lâu cũng được, nhưng mà tôi xin chỉ một tuần cho thanh chủ đưa cái tiền đi, đi thử cái DNA. Rồi tuần tới là ông phó biện lý đồng ý sẽ gỡ cái tội 100%, không cần nhận tội gì hết. Chúc mừng luật sư Jennifer Lê. Cảm ơn. Mà tôi buồn là tại vì thanh chủ của tôi đi ra tòa kia mà có public defender, mà lại cứ bắt. Bắt là nhận. Cho nên tôi muốn nói là có nhiều luật sư nhà nước rất là tốt, nhưng mà mấy luật sư mà đại diện thanh chủ của tôi không làm đúng, mà không có patience. Tại vì nếu chờ đó là tôi đã giúp gỡ cái này là có thể là họ gỡ bên kia luôn, nhưng mà họ không chịu chờ. Xin lỗi luật sư Jennifer Lê và thưa quý khán giả, chúng tôi cũng không có phải nói rằng tất cả các luật sư public defender họ là những người xấu, nhưng mà có thể nói rằng họ làm cho qua. Dạ đúng rồi. Cho nó qua. Duy như trường hợp này, như luật sư nói, nếu mà họ bảo cái ông bố kia là thôi nhận tội đi cho xong thì thì là hỏng cuộc đời rồi. Đúng rồi. Đúng không? Mà thanh chủ của tôi từ ngày mà gặp tôi là xin luật sư. Tôi không có tương lai nếu tôi không đi làm được. Đấy. Và mỗi chỗ tôi đi làm là họ không chịu mướn, và họ run cái record là thấy. Mà tôi, lúc mà tôi nhận cái hồ sơ tôi thấy rất là khó. Nhưng mà tôi rất là vui vẻ là tôi giúp cái tương lai của thanh chủ của tôi được. Có một cái điểm phải nói là điểm rất đáng ca ngợi và khen. Xin lỗi luật sư Jennifer Lee cho chúng tôi được thưa như vậy. Và tôi nhấn mạnh ở chỗ này, vì luật sư mặc dù là đã lớn lên ở đất nước Hoa Kỳ này, lúc còn từ bé tiếng Anh như người Mỹ vậy, nhưng vì luật sư là người Việt Nam, hiểu, có thể nói rằng dầu sao ca dao ông bà mình nói là có bể cũng vẫn còn cạnh cạnh. Thành ra luật sư hiểu được cái tâm lý của người Việt Nam rất là quan trọng. Nếu mà cứ căn cứ theo những cái gì video hoặc là những cái câu nói kiểu của Mỹ, I kill you, thì là quá nặng rồi. Nghe quá có nặng. Mà ông nói nhiều cái mà tôi không dám nói đây. Cho nên là hiểu được người tâm lý người Việt Nam. Và chính cũng cái đó là nhiều lúc gia đình Việt Nam mình cũng tưởng là nhẹ, nhẹ thật. Bởi vì trong gia đình đó, nhưng mà đối với luật pháp đối, đối người Mỹ họ nghe là child abuse. Là nghe violent quá. Cho nên là quý khán giả ơi, quý vị ghi xuống số phone của luật sư Jennifer Lee đi. Là một người Mỹ và lại là một người Việt Nam, thành ra hiểu được, giúp cho chúng ta thực tế đấy. Cái trường hợp của ông bố này rất là quan trọng quý vị, chúng ta không thể coi thường được. Mà cũng đừng nghĩ rằng ôi tôi sợ tốn tiền, tôi cứ khai nghèo đi rồi tôi được dùng public defender. Wow, ông public defender mà đã đại diện thanh chủ của tôi trước khi tôi take over, ông không làm cái gì hết, ông không đọc cái hồ sơ, không cảm ơn cái gì hết. Nhận tội đi. Dạ, mà đã đại diện mấy tháng rồi mà không làm cái gì được. Đấy. Cho nên tôi rất là mừng. Và luật sư mở đầu cái câu chuyện bằng cách là người Việt Nam là người mẹ nữa, có các con. Và cái cuộc sống gia đình ngày nay, dù là ở bậc thượng lưu, trung lưu hay là hạ lưu, cũng đều có những cái khó khăn phải đương đầu với con cái của mình. Đúng rồi. Đấy, mà chính con cái của mình đã làm mình vướng vòng lao lý mà mình không ngờ. Có phải không? Đúng. Mình thương, mình yêu nó, nhưng mà có những cách thức. Cho nên là cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả, và cảm ơn luật sư Jennifer với cái kỳ về nó là rất là điển hình. Cảm ơn anh Michael. Quý vị ghi xuống số phone của luật sư Jennifer Lee quý vị nhé. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn còn người gọi như cách đây hơn tuần trước. Một người ở đằng sau thì chắc là tiếng gia đình đang nói chuyện ầm ĩ lắm, nhưng mà anh ấy gọi cho tôi bảo anh Mai Tuấn rồi, ok, và cảm ơn anh Mai Tuấn. Anh Mai Tuấn ngồi với luật sư, tôi vừa nói luật sư Jennifer Lee cái thì
Nhưng mà tôi cũng có số phone cho nên là nhiều khi chúng ta nghe mà chúng ta không ghi xuống, đó là sự thiếu đấy quý vị ạ. Mời quý vị ghi xuống luật sư Jennifer Lee quý vị nhé. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, cảm ơn luật sư Jennifer Lee. Cảm ơn các bạn. Chúc luật sư tiếp tục có những cây tốt và mong được gặp quý vị trong chương trình lần tới. Cảm ơn.